Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống chơi hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909 nhé. Số điện thoại em để ở phần tiêu đề của video đấy ạ. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo hoặc là Facebook để đặt hàng nhé các bác nhé. Đa phần thì em sẽ dùng Zalo. Lan của em thì chưa gồm phí ship. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên chuyển phát. Phí ship là 36.000 cho 2 kg đầu tiên. Các kg tiếp theo cộng thêm 9.000 nữa các bác nhé. Và ship nhanh toàn quốc. Địa chỉ vườn lan bên em, thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bác nào có gì thì qua vườn của em xem cây các bác nhé. Vườn của em thì ngay bên kia cầu Thăng Long thôi. Các bác nào mà ở nội thành Hà Nội thì qua cầu Thăng Long rồi đi đến địa phận Đông Anh. Alo cho em, em sẽ ra em đón. Nay thì em vẫn có các mặt hàng địa lan, lan hải và các loại phong lan như mọi khi các bác nhé. Em sẽ cố gắng là mỗi ngày ra video đều để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Thường là mùa hè này là nắng rất là nóng, do vậy là em cũng không nhập quá nhiều sản phẩm mới về. Đây. Thường chủ yếu là vào vườn thôi. Đây, em sẽ giới thiệu các mặt hàng lan hài đầu tiên giới thiệu các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu hài Jacky này. Hài Jacky thì em bán với giá là 40.000 một cây, dạng nhổ chậu gửi. Đây. Hài Jacky nhá, 40.000 một cây, nhổ chậu gửi. Đây. Jacky này thì hoa nó vào dịp Tết. Nó có thể trước hoặc là sau dịp Tết một chút này. Vì cái điều kiện chăm sóc, nhưng mà em trồng thì nó hay ra đúng Tết này. Tết âm lịch các bạn ạ. Hoa thơm nhé và hoa màu xanh, mũi trắng. Nó khác so với thằng hài giáp là cái lá của nó mềm mại hơn này. Cái vân lá của nó cũng chuyển cái màu của nó không tương phản cao giống như cái thằng hài giáp này. Sờ rất là mềm này. Jacky là một cái loại đột biến của thằng giáp các bác nhé. Đây. Tuy nhiên là cái đột biến này thì nó nhiều trong tự nhiên. Nó có rất nhiều trong tự nhiên cái dòng Jacky này. Đây. Do vậy là giá nó sẽ rẻ hơn. Đây. Đây. Jacky 40.000 một cây, nhổ chậu gửi. Còn đây là hài Henry nhé. Henry 50.000 một phần. Một phần được khoảng 3 chậu như thế này em nhổ chậu gửi cây gửi các bác. Đây. Hài Henry 50.000 một phần. Hải Vân Lam 25.000 một cây, nhổ chậu gửi. Hải Vân Lam. Hải Mốc Hồng, Mốc Hồng 5.000 một phần được khoảng 3 chậu như này, nhổ chậu gửi cây các nhé. Hải Mốc Hồng 50.000 một phần được khoảng 3 chậu như này, nhổ chậu gửi này. Mốc hồng thực ra thì nó cũng không quá là khó trồng. Tuy nhiên là cái thời gian mà mình chờ hoa thì nó lâu thôi các bác ạ. Nó rất là lâu. Đấy, bình thuần này. Cái mốc hồng nó đặc biệt là cái em thích cái bộ lá của mốc hồng này. Nó nhỏ và cái vân lá đẹp. Đối với những cây nó xếp như thế này. Đấy, đấy, xếp V thẳng đứng như thế này thì mình trồng tiểu cảnh nó rất là hay. Mốc hồng 50.000 một phần khoảng 3 chậu như này, một chậu gửi này. Chỗ này có khoảng hơn 100 chậu mốc hồng các bác ạ. Đây. Thì nhân ra thì nó rơi vào khoảng là gần 500 cây. Gần 500 cây các bác nhé. Tầm khoảng 400 cây mốc hồng. Hai cốc si này. 50.000 một phần. Một phần khoảng 3 chậu như thế này. Nổ chậu hủy cây các bác nhé. Hai cốc si. 50.000 một phần. Hải gấm trơn này, 500.000 một cây các bác nhé. 500.000 một cây gấm trơn này. Hải Helen 50.000 một phần khoảng 3 chậu như thế này, một chậu gửi này. Hải Helen. Hải mốc vàng. Mốc vàng là 60.000 một cây, một chậu gửi này. Còn chậu hải Livium này. Hải Livium này là 120 chậu này các bác nhé. Đóng vào chậu gửi. Livium. Hải cảnh 60.000 một cây đóng vào chậu gửi này. Tông Lào 90.000 một cây đóng vào chậu gửi. Những cái này thì em sẽ đóng vào chậu gửi các bác. Cho nó đảm bảo cây này. Đây ví dụ như cây hải cảnh này, đây nó còn một lá, bây giờ nó lại đang lên một cái mầm mới này. Năm ngoái em trồng hải cảnh sống bình thường nhé các bác nhé. Qua mùa nắng nóng rất là gay gắt ở miền Bắc. Tất cả đều phát triển bình thường hết, lên mầm, đẻ cây. Nhưng mà cái đợt lô đấy là em bán hết rồi. Sắp tới thì nhập một lô khác thôi.
hai cạnh. Còn đây là hai, hai này là hai gì nhỉ, hai giáp này, 50.000 một phần, một phần khoảng 4 chậu như này, một chậu gửi cây nhé, hai giáp. Em sẽ chọn những chậu của cây nó như thế này gửi các bác này, hai giáp này. Mấy hôm thì về nó héo, về nó héo nhưng mà các bác tưới tầm khoảng một tuần hoặc nửa tháng thôi là lá lại cứng cáp lại các bác nhé, hai giáp này. Chỉ ghét mỗi thằng giáp này là nó hay bị cháy lá đây này, không phải là do nắng nóng mà là cái đặc tính của cây thế, nó kháng cái bệnh rỉ sắt nó rất là kém, hoặc là cái vàng đầu lá đấy. Mình sẽ phải phun phòng nhiều này, hải giáp. Hoa hải giáp thì nó cũng tương tự gần như hải giáp kia thôi, tuy nhiên là nó không, cái bên trong của nó không sạch như hải giáp kia này, cái mũi của nó màu đen. Hải táo này 50.000 một phần, một phần khoảng 3 chậu như này, một chậu gửi cây các bác nhé, hải táo. Kim Tây Nguyên 50.000 một phần, một phần khoảng 3 chậu như này, hai chậu như này, nhổ chậu gửi này, Kim Tây Nguyên. Hải vệ lữ 50.000 một phần, một phần khoảng 3 chậu như thế này, nhổ chậu gửi này, vệ lữ thì nó cũng rất là dễ sống. Còn đây là cây thanh thiên quỳ này, 80.000 một chậu các bác nhé, vừa làm cảnh vừa làm thuốc được, có bộ lá đẹp ạ, lá hình tim như này, này, kiểu lá sen đấy. Còn những cái chậu mà lá như thế này cũng đẹp thôi, tuy nhiên nó không phải là dùng thuốc được như cái cây kia. 60.000 một chậu nhé, lá loang lổ hoặc là lá màu lâu như này, 60.000 chậu. Hải dâu 50.000 một phần, một phần khoảng 3 chậu như này, nhổ chậu gửi này, dâu xanh. Hải hương chậu này 150 này, chậu này 150 nhé, đóng vào chậu gửi hải hương. Hải Hetman thì em có những khóm to như này, một khóm rất là to đấy, cây thuần sẵn rồi. Chậu này thì em để giá 1 triệu này, hải Hetman. Bữa hôm nào mát rồi thì mới tách ra được. Vân Bắc cây này 180 này, những cây này nhỏ hơn này 150 các bác nhé. Tách chậu gửi. Cụm hương này 300. Một chậu gửi này. Cụm hương. Hải gấm 50.000 một phần, phần được khoảng 3 chậu như này, 4 chậu như này, nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Còn những hàng thuần như này thì 50.000 một chậu, hải đóng vào chậu gửi này. Đây là những cây, đây cái chậu rẻ, cái khúc rẻ quạt này là 280 này, cả khúc luôn này. Trúc đen này là 850.000 bao ship, cả cục to này, nhổ cái khu gỗ để gửi các bác nhé. Cẩm củ lộc này 350 chậu này, một cây như này. Đây là lọng dày, lọng dày cái cụm này khá là to các bác nhé, cụm này em để 300 lọng dày. Địa lan các bác nhé, địa lan thì có tiểu ngọc yên tử 6 triệu này, 3 thân một mầm này. Này, tiểu ngọc yên tử. Ca lan hoa xanh này 500.000 cả chậu nhé. Những cái chậu này em gửi xe khách cho các bác, đóng hàng cẩn thận gửi xe khách cho các bác. Đấy. Đấy, ví dụ như đây là cây hoàng điểm này, nó lên mầm to chưa, này, đẹp. Cái chậu hoàng điểm này để lại là chăm cho khách này, trồng xỉ than tổ ong mà. Mùa này thi thoảng em mới cho nó thoáng xem kiểm tra bộ rễ các thứ là ok, rất là ok các bạn. Cái mầm này, này phải theo dõi liên tục này, có vấn đề gì là phải xử lý ngay. Cây nó đủ chất nên ra nó không bị rụng lá các bác nhé. Cái lá này nó muốn rớt lắm rồi đây nhưng không thể rớt nổi được. Nó vàng nó muốn rớt rồi nhưng mà nó không rớt được. Này, hiện tại chưa rớt được tại vì nó đủ chất rồi. Này rễ riếc này. Hoàng điểm nó rất là đẹp. Bác nào lấy thì em vẫn có nhé, cái hàng của khách thôi thì em cứ quay lên cả quảng cáo. Phú Quý Hồng Mai chậu này thì 1.8 triệu này, cả chậu luôn này. 6 thân 3 mầm này. Còn đây là cây Hoàng Kim Bảo này, cả chậu này 600 này.
Đây là cây tố tâm này, 500.000 chậu này nhé, 3 thân 3 mầm to. Xuân hè sân na, chậu này 480. Tính ra là 3 thân này. Bạch ngọc ngân biên này. Bạch ngọc ngân biên chậu này 300. 3 thân 1 mầm 300 đấy. Bạch ngọc chân hương. Chân hương thì chậu này tính là 200.000 các bác nhá. 2 thân, 2 mầm này. Chân hương này. Còn các bác nào lấy cái chậu này thì 400 này. 4 thân 2 mầm này, bạch ngọc chân hương này. Tiểu kiều. Tiểu kiều là 180 chậu này các bác nhá. 1 2 3 4 này, 3 này. 4 này, 5 thân, 5 thân. 5 thân 5 mầm. 180. Tứ thời cổ này, 300 này, chậu này 6 thân này, 300 này. Tứ thời cổ Đông Lan này, chậu này 200 này. Đóng vào chậu gửi. Hồng Thần Hà này. Hồng Thần Hà hoa cánh sen, chậu này 300. Còn chậu này 900, 3 thân. Còn chậu 4 thân kia, không tính mầm các bác nhé, 1.2 triệu. Hồng Thần Hà em nuôi lên rất là đẹp. Hồng Thần Hà này nuôi dễ thật này. Xuân lan sen xanh này. Xuân lan sen xanh này thì chậu này là 250 nhé. Còn thiên thảo tuyết sơn chậu này 300 này. 3 thân. Đại kiều tàu lá kẻ là 200.000 chậu này các bác nhé. Đại kiều tàu lá kẻ 200.000 chậu này. Tiểu quốc linh này. Chậu này là 600 này, 200.000 một thân này. 2 mầm, 3 thân 2 mầm. Đại mạc. Còn chậu đại mạc duy nhất này, 150 này. 3 thân 1 mầm này, 150. Đại mạc các bác nhé. Những chậu xuân hè sân la này thì đây. Cái này thì hàng đơn nhé. Hàng này thì em thuần nó ra rễ ổn định rồi, trồng từ đầu năm đến giờ. Thuần nó ra rễ ổn định lắm rồi. Cái này là cây rừng các bác nhé. Những chậu này thì em để với giá là 200.000. Nó có 3 thân này. 3 thân 300.000 chậu xuân hè sân la này. Bán dần này. Nó lên mầm rồi là bán. Còn đây là cây Dương Minh Cẩm này, 500.000 chậu này. Hoa Tết hoa màu đỏ các bác nhé. Dương Minh Cẩm. Xích Ngọc Lai Bạc Lan này, chậu này 450 các bác nhé. Còn chậu sau 300 này. 150 một thân, đóng vào chậu gửi. Chu lan rừng Hà Giang là 250.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Chu hoa xanh thì chậu này 1.2 triệu các bác nhé. Còn đây là ca lan hoa trắng là 150 một chậu, đóng vào chậu gửi này. Tứ thời lá to này, hàng rừng này, 150.000 một chậu này. Đồ chậu gửi cây. Mạc thu 100.000 một chậu, đồ chậu gửi. Địa lan hạ lan yên tử 160.000 một chậu, đồ chậu gửi. Hạt đỉnh đỏ vàng này, hạt đỉnh La Châu. Chậu này là 180 này, nhổ chậu gửi này, khoảng 5 khóm đấy. Đây xuân hè sân la đây, đây. Cái củ này thì bé hơn này. Trồng nó tàn lên mầm kép lên này, như này là khiếp khủng luôn. Dễ trồng. QVN 150.000 một chậu đóng vào chậu gửi này. Đá lưu lùm Hà Giang là 100.000 một chậu đóng vào chậu gửi. Đang lên một mầm mới đây. Mầm này không biết là mầm hoa hay là mầm gốc này. Cái thằng La Lulum này rất là ghét. Nó chỉ có một củ lên như này này, một cây này. Ca lan hoa xanh là 200.000 một chậu nhá, đóng vào chậu khỉ này. Đây là kiếm phi tâm này, 250.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Thứ thời lá nhỏ 150.000 một chậu, đóng vào chậu gửi này. Thứ thời lá nhỏ được các bác rất là yêu thích. Các bác mua gần hết của em rồi này. Cây thuần như này, về các bác phải chăm thêm nhé. Em thuần được nửa năm rồi đấy. Rễ riết ở dưới nó ổn định hết rồi. Chẳng qua cái lá nó chưa lên lá mới thôi. Đem ra là những cái lá cũ ở rừng thì nó xấu này. Nó không được đẹp luột cho lắm đây. Kiếm là giá hoa xanh 165.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Sơn Thủy Tiên này 200.000 một chậu như này, đóng vào chậu gửi nhé. Đấy, đang lên măng mầm mạnh đây. Sơn Thủy Tiên này.
hồ điệp cúc phương này thì em để với giá 650.000 bao ship này. Nếu bụi Kibiu VN to thì em để với giá là 500.000 hồ chậu gửi. Bụi hoàng thảo nhật tâm này 200.000 nhé. 200.000 đóng cả bằng sớn gửi. Giá hương rẻ quạt là 250.000 một chậu như này. Còn rẻ quạt này thì 300 này. Cái chậu ở dưới này nó đắt hơn. Hoàng yến tím là 180 một chậu các bác nhé. Đóng một chậu. Đấy, hôm nay em có từng đấy Phần Lan các bác gì mua hộ em nhé. Xin cảm ơn ạ.